đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 3 năm 2017, và là buổi phát thanh lần thứ 2134 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Công an Việt Nam đàn áp những người đấu tranh chống tệ nạn ấu dâm. Hà Nội bác bỏ việc phối hợp với Philippines để chống hải tặc ở Biển Đông. Bộ Công an Việt Nam điều tra về vụ đe dọa các quan chức tỉnh Bắc Ninh. Hai nghị sĩ Mỹ đề nghị trừng phạt Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông. Khủng bố tấn công một trường trung học ở Pháp. Interpol truy nã 4 nghi can Bắc Hàn về vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Nguyên Khải gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó trong chuyên mục câu chuyện thời sự, Thái Hòa có buổi tiếp xúc với luật sư Trần Quốc Hiền để tìm hiểu sự kiện có liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội tại Hà Lan cách đây mấy hôm. Giữa chương trình, qua chương mục bàn ngang tán dọc, Bá Cư Minh Nguyệt và Hải Sơn tuần này sẽ nói về lệnh cấm đánh bắt cá ngang ngược của Trung Cộng và phản ứng yếu ớt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được khép lại với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trang Dinh, Trung tâm Giữ Trẻ Ba Chú Gấu tại Sydney, Úc Châu. Đồng thời đi vinh danh ông Nguyễn Ngọc Cường, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Nguyên Khải trình bày sau đây. Vào sáng hôm qua, lực lượng an ninh Côn Đồ Sài Gòn đã trấn áp mạnh tay cuộc xuống đường của các phụ nữ nhằm phản đối làn sóng cưỡng hiếp trẻ em mà báo chí lề đảng rầm rộ loan tải suốt mấy tuần qua. Sau khi bị ngăn cản, không cho biểu tình trước trường tiểu học Lương Thế Vinh, ba người phụ nữ này đã di chuyển đến sở giáo dục tại Sài Gòn để biểu tình, nhưng bị công an chặn lại và lôi ra khỏi xe taxi để đánh đập. Sau đó bị áp giải về đồn công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức để hạch hỏi suốt mấy giờ liền. Ba người phụ nữ bị công an đối xử thô bạo là Nguyễn Thị Bích Ngà, Lê Thúy Bảo Nhi và Nguyễn Thanh Loan. Nhận được tin này, nhiều phụ nữ đã kéo đến đồn công an biểu tình đòi trả tự do cho ba người này. Đến 4 giờ chiều thì bà Lê Thúy Bảo Nhi được phóng thích, nhưng bà nhất quyết không ra khỏi đồn cho đến khi nào hai người bạn của bà cũng được thả ra. Bà Nhi kể, khi công an muốn tước chiếc điện thoại của bà lúc tra hỏi thì bà đã đập nát nó để phản đối hành động phi pháp của chúng. Cho đến 8 giờ tối thì cả bà mới được trả tự do, nhưng bà Thanh Loan phải đến bệnh viện để chữa các vết thương do công an hành hung. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói với báo chí là ông từng đề nghị với Đại sứ Việt Nam tại Phi về việc trang bị vũ khí cho các tàu thuyền đánh cá để chống trả các vụ tấn công của bọn hải tặc Abu Sayyaf sau khi một số thủy thủ Việt Nam bị nhóm này bắt cóc ở Biển Đông. Tuy nhiên, đề nghị nói trên đã bị phía Việt Nam thẳng thừng bác bỏ. Bộ trưởng Delphine Lorenzana còn cho biết, ông cũng từng đề nghị với Đại sứ Việt Nam là các tàu thuyền Việt Nam khi băng ngang qua những vùng biển nguy hiểm của Phi thì nên thông báo với giới chức trách Phi để được bảo vệ. Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Lorenzana cho biết số con tin ngoại quốc bị phiến quân Abu Sayyaf bắt giữ đã gia tăng gấp đôi, lên đến 31 người kể từ tháng 8 năm ngoái. Phần lớn các con tin này là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Hà Nội cho đến hôm nay vẫn chưa liên lạc với giới hữu trách Phi để thảo luận về kế hoạch giải cứu các con tin này. Trong một diễn biến khác thì Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, hôm qua đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Cộng Thường Vạn Toàn tại Bắc Kinh. Tân Hoa Xã của Trung Cộng loan tin là trong cuộc gặp này, ông Nam tuyên bố sẵn sàng hợp tác toàn diện với quân đội Trung Cộng để thực hiện sự đồng thuận, đồng lòng mà Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm viếng vào đầu năm nay. Bộ trưởng Công an Việt Nam vào hôm qua đã ra lệnh cho thuộc cấp phải gấp rút mở cuộc điều tra
vụ các quan chức cầm đầu tỉnh Bắc Ninh bị nhắn tin đe dọa sau khi tỉnh này quyết định ngưng dự án vét lòng sông Cầu. Cần nhắc lại, vào hôm thứ Tư, nhà cầm quyền Bắc Ninh đã gửi thư cầu cứu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lý do hàng loạt quan chức tỉnh này nhận được các lời đe dọa sau khi quyết định ngưng dự án nào vét lòng sông Cầu vì bị các nhóm lợi ích lạm dụng để khai thác cát sỏi trên sông, dẫn đến tình trạng lở hai bên bờ. Trong thư cầu cứu, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu điều tra một số quan chức từ trung ương đến địa phương đã đứng sau lưng bảo kê cho các nhóm cát tặc. Ngoài cuộc điều tra nói trên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm còn ra lệnh cho Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và Công an Hà Nội phải gấp rút điều tra các vụ cưỡng hiếp trẻ em tại chung cư Lakeside, Vũng Tàu và vụ cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hai thượng nghị sĩ Mỹ vừa đề nghị các biện pháp trừng phạt Trung Cộng về hành vi lấn chiếm và uy hiếp ở Biển Đông, một tuyến hải lộ huyết mạch của thế giới. Theo tuyên bố của thượng nghị sĩ Marco Rubio, thì các hành vi phi pháp của Trung Cộng ở Biển Đông đang đe dọa sự an toàn và ổn định trong khu vực này. Vì thế, Hoa Kỳ phải có biện pháp trừng phạt các hành động vi phạm Công ước Quốc tế của Trung Cộng. Theo đề nghị của ông Rubio, thì các cá nhân hay công ty Trung Cộng, kể cả các ngân hàng ngoại quốc, có dính líu đến tiến trình quân sự hóa của Trung Cộng ở Biển Đông sẽ phải bị trừng phạt về kinh tế. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm qua tuyên bố là khối ASEAN nên sử dụng phán quyết của trọng tài quốc tế The Hague làm nền tảng để soạn thảo các nguyên tắc ứng xử ở Biển Đông. Theo bà Bishop, thì nước Úc sẽ không ngã về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng mong muốn hạ giảm mức độ căng thẳng trong khu vực. Bà Bishop nhấn mạnh thêm là nước Úc không ủng hộ việc Trung Cộng quân sự hóa các hòn đảo mà họ chiếm được ở Biển Đông. Chính phủ Pháp vào hôm qua đã ban hành lệnh báo động chống khủng bố sau khi diễn ra vụ nổ súng tại một trường trung học ở thị trấn Grasse thuộc miền nam nước Pháp. Rất may mắn là không có ai chết, chỉ một số người bị thương, trong đó có viên hiệu trưởng. Ngay sau khi vụ nổ súng diễn ra, giới hữu trách đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở Grasse trong khi chờ kết quả điều tra của cảnh sát, đồng thời kêu gọi giới phụ huynh hãy bình tĩnh, không nên đến các ngôi trường. Theo báo chí địa phương, thì một học sinh 17 tuổi đang bị cảnh sát thẩm vấn sau khi bắt được cậu ta mang theo trên người một khẩu súng trường, hai khẩu súng ngắn và hai quả lựu đạn. Cũng vào hôm qua, thì một vụ kiện đã phát nổ tại trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Paris khiến một nhân viên bị thương. Giám đốc cảnh sát Paris cho biết chất nổ trong vụ kiện chỉ là một loại pháo chứ không phải là bom nên không gây sát thương lớn. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp tuyên bố đây là một vụ khủng bố và ra lệnh cho giới chức an ninh phải tìm ra thủ phạm. Theo yêu cầu của chính phủ Mã Lai, cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã 4 công dân Bắc Hàn bị tình nghi dính líu đến vụ ám sát ông Kim Jong-nam bằng thuốc độc ở phi trường Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 vừa qua. Tổng giám đốc cảnh sát Mã Lai cho biết, ngoài 4 nghi phạm nói trên, còn có 4 nghi can khác đang ẩn náu trong tòa đại sứ Bắc Hàn ở Kuala Lumpur. 4 người bị Interpol truy nã đã có mặt ở Mã Lai trong ngày diễn ra vụ ám sát, nhưng sau đó đã đáp máy bay trở về Bắc Hàn. Với hệ thống audio nào chỉ cần bấm số 1-712-832-7123, quý thính giả có thể nghe Đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Liên tục chương trình Trong Câu Chuyện Thời Sự, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi với phóng viên Thái Hòa với luật sư Trần Quốc Hiền liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội tại Hà Lan. Vâng, xin nhận lời cho anh Thái Hòa. Thưa luật sư Trần Quốc Hiền, chúng tôi được biết là ngày thứ Tư 15 tháng 3 vừa qua, người dân Hà Lan đã đi bỏ phiếu để mà bầu quốc hội và kết quả chính thức của cuộc bầu cử đã được công bố vào ngày hôm sau, tức là ngày thứ Năm 16 tháng 3, tức là ngày hôm qua. Là người sống tại Hà Lan, xin anh cho quý thính giả biết diễn tiến cái cuộc bầu cử này như thế nào thưa anh? Thưa anh, cuộc bầu cử quốc hội với sự tham gia của 28 đảng phái ở Hà Lan, theo cái thông lệ của các nước xứ sở dân chủ thì tất cả một đảng phái đều đưa những cái ứng cử viên của mình và đưa ra cương lĩnh tranh cử. Trước đó thì phải nói sự so kè giữa những đảng phái lớn, khoảng 6 đảng phái lớn ở Hà Lan đó, có một sự so kè rất đặc biệt cạnh tranh với nhau, rất gay go.
Trước đó vào khoảng cuối năm ngoái cho đến gần sát ngày bầu cử đó thì họ đã đưa ra những cái cuộc thăm dò cho thấy đảng Nhân dân Tự do, tức là đảng cực hữu đó, thì họ có khuynh hướng là đạt cái số lượng thăm dò cao hơn cái đảng đương quyền một chút. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì đảng đương quyền đó là đảng chiến thắng, tức là áp đảo hơn những đảng khác. Tuy nhiên phải nói rằng họ đã bị mất nhiều ghế hơn so với lại những cuộc bầu cử trước đây. Lý do là đảng Nhân dân Tự do cực hữu họ đưa ra một số các cái chính sách về vấn đề di dân, nhất là vấn đề di dân Hồi giáo thuộc các quốc gia Hồi giáo. Hiện nay người dân Hòa Lan lo sợ các dân di dân, nhất là từ nước quốc gia Hồi giáo qua. Vấn đề khủng bố phải nói rằng rất gây lo sợ trong cộng đồng người Hà Lan ở đây. Và đảng Nhân dân Tự do cực hữu nâng cao vấn đề bảo vệ người Hà Lan trong vấn đề an ninh, cho nên mặc dù họ về thứ hai nhưng mà họ đã tăng được cái số ghế ở trong quốc hội lên đó, thưa anh. Thưa anh, như anh vừa nói đó thì có 28 đảng ra tranh cử và có 6 đảng lớn. Như vậy thì cuộc tranh cử tại Hà Lan đã diễn tiến như thế nào, có gay go không và có gì đặc biệt hấp dẫn lôi cuốn mọi người theo dõi hay không thưa anh? Thưa anh, phải nói rằng càng về sau nữa thì người dân Hòa Lan hầu như là không có còn mặn mà nhiều trong các cái vấn đề bầu cử. Tuy nhiên năm nay vấn đề sắc tộc cũng như vấn đề khủng bố cũng như di dân đó thì nó là dẫn đến tình trạng người ta không còn mặn mà với là cái đảng đương quyền, mặc dù đảng đương quyền vẫn về đầu, tức là vẫn giành chiến thắng, nhưng mà người ta lại dồn phiếu cho đảng Tự do Nhân dân, tức là đảng cực hữu của Ovindat đó. Thì cuối cùng cái số phiếu của đảng đương quyền đó bị sụt giảm là do dành chọn cho đảng Nhân dân Tự do cực hữu này. Chính vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng cái nỗi ám ảnh lo sợ về vấn đề di dân cũng như là các cái vấn đề thuộc sắc tộc cũng như tôn giáo, nhất là Hồi giáo đó, thì là đã gây ra một cái sự hoang mang nhất định, và cuối cùng đã dẫn đến là đảng đương quyền tuy thắng cử nhưng mà cái số ghế đó đã bị sụt giảm, và đảng cực hữu thì lại được nâng số ghế lên. Trước đây họ chỉ có 15 ghế thì hiện nay họ đã giành được 20 ghế. Thì đó là một trong những cái lý do mà phải nói rằng đó là các cái đảng phái khác đó hiện nay nếu mà chú trọng về vấn đề dân túy đó, chú trọng nhiều hơn, chẳng hạn như đảng Con Đường Xanh, số đảng khác đó thì phải nói rằng được nâng số phiếu lên một cách rất là bất ngờ trong năm nay đó, thưa anh. Thưa luật sư Trần Quốc Hiền, trong cuộc tranh cử quốc hội ở Hà Lan, các ứng viên có phải tranh luận với nhau trước công chúng và phóng viên báo chí đồng thời trả lời những cái thắc mắc của họ không thưa anh? Thưa anh, trước cuộc bầu cử khoảng 2 ngày đó, tất cả những cái đảng phái lớn có số lượng cử tri đông, tức là họ đã có một cái tiến trình tranh cử cũng như hoạt động chính trị hoặc là đã tham gia chính trường trong quốc hội hoặc là chính phủ đó, họ cũng có những cái cuộc tranh luận trên truyền hình. Thưa anh, chẳng hạn 2 ngày trước khi bầu cử, tất cả là khoảng 8 đảng lớn đó, họ xuất hiện trên truyền hình tranh luận với nhau về các vấn đề. Cái đảng về thứ hai đó là đảng Nhân dân Tự do cực hữu đó, họ đưa ra vấn đề là sẽ ngăn chặn về vấn đề nhập cư, rồi không cho phép xây nhà thờ Hồi giáo, rồi sẽ giảm bớt cái vấn đề trợ cấp cho những người nhập cư, vân vân. Tuy nhiên ông thủ tướng đương nhiệm đó, Mark Rutte đó, thì ông cho rằng đó là những vấn đề đó sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn xã hội, vân vân. Ví dụ như vậy thì chúng ta thấy rằng nó cũng tương tự như là Hoa Kỳ đó. Hoa Kỳ thì chỉ có hai đảng tranh luận với nhau, còn ở đây thì tranh luận theo kiểu bàn tròn. Vì vậy ra thì người dân cũng được ta xem và người ta quyết định tất cả dân Hòa Lan có cái gì nhìn nhận xem ứng cử viên nào có những cái mà theo mong muốn của họ đó, thưa anh. Thưa luật sư Trần Quốc Hiền, anh nhận định thế nào về cái tính dân chủ trong cái cuộc bầu cử quốc hội lần này ở Hà Lan thưa anh? Thưa anh, phải nói rằng cái cách thức tổ chức bầu cử ở xứ sở Tự do này đó, đặc biệt là Hà Lan đó, thì tôi phải nói rằng họ làm việc rất là quy củ và có một sự minh bạch rất là rõ ràng. Tất cả mọi thùng phiếu cũng như tất cả mọi diễn biến của các đảng phái, của những người đã tranh cử đều được cập nhật liên tục ở trên truyền hình và trên radio. Như vậy chúng ta thấy rằng đã mỗi cái bước đi cũng như mỗi cái tuyên bố của các chính trị gia đều được thông báo đến người dân, và đây là một trong những cái làm cho người dân đó rộng đường để lựa chọn. Và tất cả những người Hà Lan mà đang ở nước ngoài cũng được bầu cử, cũng được đưa các cái phiếu bầu tới tận tay cho họ để mà họ tham gia bầu cử và sau đó chuyển kết quả về trong nước. Phải nói rằng cái cách thức ứng cử cũng như vận động tranh cử thì rất là văn minh lịch sự, rất là êm ả, không có khua chiêng gõ trống nhiều. Tức là những người mà ra tranh cử, họ xuống đường, rồi họ hòa vào những đám đông, rồi họ phát những tờ rơi, rồi họ nói về đảng của họ sẽ mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, nếu chiến thắng họ sẽ làm gì. Đó là một trong những cái tính cách để thấy rằng cái nền dân chủ là chúng ta có quyền thể hiện cái chính kiến của chúng ta rõ ràng, có thể là công khai hoặc có thể là âm thầm, và nhất là thông qua lá phiếu thì người dân có quyền hoàn toàn tin tưởng vào cái sự minh bạch cũng như là cái sự chính đáng của nó, mà không có một sự gian lận nào, hoặc là họ có thể kiểm soát được vấn đề hoàn toàn theo ý muốn của họ.
Cảm ơn luật sư Trần Quốc Hiền đã đến với quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc anh luôn an bình, vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn Công Hiền Thái Hòa và xin cảm ơn quý vị thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9h30 đến 10h tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí điều hành đài là 15.000 Mỹ Kim cho một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612-882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Ok, chào anh Hải Sơn và chị Minh Nguyệt. Anh chị biết không, tôi rất là uất ức và phẫn nộ cho đồng bào ngư dân Việt Nam của chúng ta trong những cái tuần này đó anh chị ạ. Ủa, tin gì vậy anh Bắc Cơ? Chắc là vụ công an và côn đồ đàn áp biểu tình trong hai tuần qua chứ gì, phải không anh Bắc Cơ? Cũng không hẳn anh. Tức là ngày 27 tháng 2 vừa rồi đó, bên Trung Cộng đã ra lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông này. Rồi từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 16 tháng 8 2017, trên hầu như toàn bộ trên Biển Đông, từ cái vĩ tuyến 12 này, thì trong cái vùng mà quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là vùng đánh cá truyền thống của ngư dân Việt Nam đó anh chị. Ồ, vậy sao? Như vậy thì ngư dân Việt Nam đâu còn ngư trường truyền thống để đánh bắt nữa. Ở gần bờ thì đâu có cá mú gì nữa đâu mà bắt, vì chất độc do người tàu xả thải đã hủy hoại môi trường hết rồi. Hai anh chị cũng biết đó, rõ ràng là theo Công ước Quốc tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982, thì Trung Cộng vi phạm nặng nề đối với quốc tế nói chung và xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nói riêng, có đúng không nào? Vâng, anh chị biết không, cách đây gần 18 năm trước, tức là năm 1999 đến nay, này, Trung Cộng ra lệnh này đó là nhằm cấm cản dân ta đánh bắt vào những cái tháng gọi là cái mùa cá hàng năm, để họ độc quyền khai thác. Năm ngoái đó, họ huy động trên 10.000 chiếc tàu thuyền rất là lớn tràn xuống Biển Đông bắt cá, mà họ thu về một cái số liệu kinh khủng, tức là 13 triệu tấn hải sản đấy anh chị. Trời, vậy thì còn đâu cá cho người dân Việt Nam của chúng ta nữa. Chuyện như vậy mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại im hơi lặng tiếng hả? Không phản đối hành động ngang ngược của tàu Cộng hay sao? Để bảo vệ nguồn sống của ngư dân chúng ta hay sao các anh? Có chứ Minh Nguyệt, nhưng như những điệp khúc mỗi năm thôi, năm nay phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên truyền hình tuyên bố, Hải Sơn xin trích lời của ông ta nha. Việc phía Trung Quốc ra thông báo với thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là vi phạm chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam, cũng đi ngược lại luật biển quốc tế năm 1982. Họ chỉ ra phản đối chiếu lệ thôi, chứ đâu có biện pháp cụ thể nào để bảo vệ ngư dân và chủ quyền biển đảo của nước ta đâu. Mười mấy năm rồi, vũ như cẩn vẫn như cũ thôi thưa anh chị. Vâng, chưa hết đâu rồi anh chị. Bọn tàu nó còn hù dọa dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam rằng là họ sẽ tăng cường đội ngũ tàu chấp pháp trên Biển Đông này để mà tuần tra, giám sát, này, bắt giữ, này, xử phạt nặng nề này các hành vi vi phạm bằng các cái biện pháp, kể cả cái hành động quân sự, tức là nó bắn dân ta nữa đó anh chị. Vậy nếu vậy đó thì thật buồn và tội nghiệp cho hội ngư nghiệp phát triển nông thôn quá, trong đó có hội nghề cá Việt Nam nữa. Họ chỉ biết kiến nghị gửi các cơ quan chức năng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là phải có biện pháp ngăn chặn, làm sao đó để mà chấm dứt hành động cản trở ngư dân lao động sản xuất trên biển từ lực lượng của Trung Cộng, và phải yêu cầu lực lượng tàu chấp pháp Việt Nam tăng cường bảo vệ ngư dân nè khi bị tàu Trung Cộng uy hiếp, để ngư dân an toàn đánh bắt trên vùng biển Việt Nam chứ. Hai anh thấy đúng không? Vô ích, những kiến nghị đó họ cất vào ngăn kéo hay vứt vào thùng rác cả. Điều phi lý là chẳng những họ không có động thái nào, mà còn căn dặn ngư dân là phải nắm rõ lệnh cấm của Trung Cộng. Như chính Lê Hải Bình đã nói đó, anh chị nghĩ có điên không chứ? Cái chuyện khôi hài nữa là cái nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam này kêu gọi ngư dân của mình tiếp tục ra khơi bám biển này, bình tĩnh này, tỉnh táo này, kiên trì đấu tranh này, tránh xung đột này, để không làm gia tăng căng thẳng trên các cái ngư trường truyền thống của Việt Nam này, mà không làm sứt mẻ cái tình hữu nghị Việt Trung, trong khi các cái chi cục đánh cá của các cái tỉnh á, cũng ra thông báo cho ngư dân là phải nắm rõ những cái vùng biển mà Trung Cộng nó đang ngăn cản đó. Sao kỳ vậy? Em thấy chỗ này hơi kỳ nè. Này nha,
nhà nước bảo ngư dân hãy bám biển, nhưng mà thuyền đánh cá của ngư dân ta đó thì quá nhỏ, lại đi tay không, chẳng được ai bảo vệ hết. Trong khi những đội tàu của Trung Cộng đó vừa lớn nè, vừa bọc sắt, lại có võ trang bảo vệ nữa. Cái này rõ ràng nhà nước xúi dân đi vào chỗ chết đây mà. Mọi người chúng ta đều biết đó, cả anh Bá Cơ và anh Hải Sơn cũng biết là bao nhiêu vụ tàu Trung Cộng đâm chìm tàu cá Việt Nam thì nhà nước Cộng sản Việt Nam á, gọi là tàu lạ. Các anh thấy tức cười không? Thì bởi vậy tàu lạ hay tàu quen cũng là tàu cả thôi chứ có ai vào đó. Bởi vậy càng ngày ngư dân mình càng phải đi xa xuống vùng biển phía Nam để đánh cá. Nên nhiều ngư dân của ta đã bị Mã Lai, Nam Dương, Úc và những nước khác bắt tù, phạt tiền rất là tội nghiệp thưa anh chị. Đúng vậy đó. Nếu cái tình trạng này mà cứ kéo dài thì cả nước sẽ thiếu cái nguồn thực phẩm này, từ biển, ảnh hưởng đến sức khỏe này và dinh dưỡng của người dân này. Với lại đe dọa đến cái sự an nguy, chủ quyền của đất nước Việt Nam nữa chứ. Hết sức là nguy hiểm phải không anh chị? Nhưng anh Hải Sơn này, anh Hải Sơn nói thử xem. Tại sao Việt Nam không dám kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế khi họ ngang ngược như vậy? Thật là tức chết đi được đó. Há miệng mắt quay, Cộng sản Việt Nam mà dám kiện Trung Cộng à? Thế Minh Nguyễn không nhớ cái công hàm mà Hồ Chí Minh ra lệnh cho Phạm Văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai ngày 14 tháng 9 năm 1958, thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Trung Cộng à? Đúng vậy. Nhưng mà năm 1958 đó, cái hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang thuộc chủ quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa mà. Bắc Việt lúc ấy có tư cách gì mà làm vậy? Đúng là làm vậy. Nhưng hai anh à, nhưng bây giờ đó thì Cộng sản Việt Nam đang làm chủ nhân đất nước mà. Chính họ không phủ nhận công hàm ấy thì ai làm được nữa. Chẳng những vậy mà hai anh có biết không, họ còn đang rước giặc tàu vào nhà, vào đầy nhà kia kìa. Tại Việt Nam giặc tàu bây giờ ở khắp mọi nơi rồi. Minh Nguyệt được biết là giữa thành phố Đà Nẵng đó, tàu nó xây cả dãy phố, chẳng cần phép tắc gì hết. Hai anh thấy ghê chưa? Chính vì vậy, nên Hải Sơn mới nói há miệng mắt quay, chỉ còn có mỗi một cách. Cách gì anh Hải Sơn? Thì phải thay đổi cái chế độ cộng sản bán dân hai nước chứ còn cái gì nữa. Đúng vậy đó, vì cơ có một đường bay, chỉ còn cách ấy mới bảo vệ được đất nước thôi. Hoàng hồ, Minh Nguyệt đồng ý cả hai tay. Em nghĩ đây cũng rất đúng ý của cả dân mình đấy. Vậy đồng bào Việt Nam, cố gắng lên bà con ơi. Đúng vậy. Hãy xin chào anh chị, xin chào quý thính giả, hẹn gặp nhau lần tới. Dạ vâng, Minh Nguyệt xin chào quý thính giả và chào anh Bá Cơ với anh Hải Sơn. Hẹn gặp hai anh vào chương trình kỳ tới. Vâng, Bá Cơ xin chào quý vị thính giả. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ dân gian, ta thể chết cho quê hương. Bị công an và côn đồ đàn áp giả mang những người tham dự buổi tưởng niệm Trần Gạt Ma ngày 14 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, một lần nữa đã nói lên bản chất hèn với giặc, ác với dân của tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc để nhìn rõ sự kiện này qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 3 vừa qua, đánh dấu 29 năm ngày Trung Cộng đánh chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khi nói đến trận Gạc Ma, người ta thường liên tưởng đến trận Hoàng Sa diễn ra trước đó 14 năm, mà kết quả cũng là việc Trung Cộng chiếm đoạt quần đảo này của Việt Nam. Tuy nhiên, dù hai trận chiến này cùng là hải chiến, cùng xảy ra giữa hai nước Việt Trung và cùng có nguyên do là tranh chấp chủ quyền biển đảo, thế nhưng bối cảnh của chúng lại hoàn toàn khác biệt. Trước hết, trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra ngày 19 tháng 1 năm 1974, thời điểm mà Việt Nam Cộng Hòa đang đối đầu với nhiều khó khăn. Ngoài việc phải bảo vệ biển đảo chống Trung Cộng xâm lấn, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa còn phải phân tán lực lượng để ngăn chặn quân Bắc Việt đang đánh chiếm miền Nam. Thêm vào đó, quân dụng và nhiên liệu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng bị hạn chế nghiêm trọng vì Hoa Kỳ giải kết tại Việt Nam, sau khi đã ve vãn được Trung Cộng để cô lập Liên Xô. Cũng chính do sự thay đổi chính sách này, Hoa Thịnh Đốn chẳng những không ngăn chặn mà còn nhắm mắt làm ngơ, nếu không muốn nói là khuyến khích Bắc Kinh tiến hành việc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Nếu phía Việt Nam hoàn toàn thất thế trong biến cố Hoàng Sa, thì đối với trận Gạc Ma,
bối cảnh đã đảo ngược hoàn toàn. Một là biến cố này diễn ra khi Cộng sản Việt Nam đã thu tóm được toàn bộ đất nước hơn 10 năm, và mặc dù lúc đó cuộc chiến ở Campuchia vẫn còn, nhưng Hà Nội hầu như đã làm chủ được tình hình. Vì vậy, lực lượng quân sự, nhất là hải quân và không quân, không bị phân tán như Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Thứ hai, đây không phải là trận đụng độ quy mô đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Cộng từ khi hai nước anh em xã hội chủ nghĩa này lâm cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Năm 1979, Trung Cộng đã dạy cho đàn em Cộng sản Việt Nam một bài học qua trận chiến trải dài 4 tỉnh biên giới phía Bắc. 5 năm sau, lại xảy ra trận Lão Sơn ở Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Các sự kiện này đã cho thấy, đối với tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, trận Gạc Ma không phải là một sự kiện bất ngờ. Trái lại, với tham vọng và sự hung hăng của Bắc Kinh qua các cuộc chiến biên giới trên bộ trước đó, Hà Nội đương nhiên phải cảnh giác và có đủ khả năng để chống trả, đối đầu với trò lấn chiếm biển đảo của Trung Cộng. Thế nhưng, duyệt qua chi tiết hai trận hải chiến này, chúng ta thấy diễn tiến và kết quả của chúng hoàn toàn trái ngược. Trong trận Hoàng Sa, trước sự khiêu khích và đổ quân chiếm đảo của lực lượng Trung Cộng, các chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã khai hỏa trước. Và sau hơn 30 phút giao tranh, trước sự tăng viện ồ ạt, kể cả lực lượng phi cơ chiến đấu của Trung Cộng cất cánh từ đảo Hải Nam, các chiến hạm Việt Nam phải rút lui. Phía Việt Nam mất một chiến hạm, 75 chiến sĩ hy sinh. Phía Trung Cộng có ít nhất 2 tàu bị hư hại nặng, thiệt hại nhân mạng không được Bắc Kinh công bố. Trong khi đó, trong trận Gạc Ma, chẳng những quân Trung Cộng đã nổ súng trước, mà phía binh sĩ Việt Nam còn được lệnh không bắn trả. Kết quả là Việt Nam bị chìm 2 chiến hạm, 1 chiếc hư hại nặng, 64 quân nhân hy sinh. Thật ra, nếu biết rõ bản chất của tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thì lý giải ngay được các sự kiện trái ngược trên. Không những thế, các diễn biến này còn ăn khớp xuyên suốt với các sự kiện trước đó cũng như các sự kiện xảy ra hôm nay. Sở dĩ có lệnh cấm binh sĩ ở Gạc Ma bắn trả quân Trung Cộng, vì Hà Nội lúc đó muốn lấy lòng Bắc Kinh, hầu được bảo bọc, nương tựa trong lúc Mạc Tư Khoa đang chao đảo trước phong trào đòi dân chủ ở Nga và các nước Đông Âu. Việc lấy lòng này là bước mở ra của hội nghị Thành Đô không lâu sau đó. Thái độ và quyết định này của Hà Nội cũng rập khuôn theo nội dung cái văn kiện được quần chúng nôm na gọi là Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng, ký năm 1958, chấp nhận cho Trung Cộng làm chủ các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để đổi lấy quân lương, vũ khí của Bắc Kinh giúp Bắc Việt đánh chiếm miền Nam. Và nó cũng ăn khớp với lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam khi giải thích với cán bộ, đảng viên việc Trung Cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974 là Hoàng Sa vào tay nước xã hội chủ nghĩa anh em còn tốt hơn trong tay Mỹ Ngụy. Với chủ trương và thái độ này, chúng ta không còn ngạc nhiên, lạ lẫm trước việc công an và côn đồ đàn áp dã man những người tham dự buổi tưởng niệm trận Gạc Ma ngày 14 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội. Nếu trận Hoàng Sa là niềm hãnh diện của chúng ta vì đã chứng tỏ với thế giới dân tộc Việt đã đổ máu xương để xác lập chủ quyền đất nước trên quần đảo này, thì trận Gạc Ma là nỗi nhục của dân tộc chúng ta vì tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã can tâm coi rẻ sinh mạng các binh sĩ và biển đảo của cha ông để mưu đồ cho lợi ích phe nhóm. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Ngọc Cường, sinh năm 1956, bị bắt ngày 2 tháng 4 năm 2011
với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluosongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, Cali 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio.daploi.sonnuoi.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.